mang cơm về chưa, chiều nay anh đón nè. Đi xuyên đêm cùng anh bàn tay năm ngón xe. Em có thể anh mong mấy đứa nhỏ bên sông, nó cứ rủ qua chơi hỏng lẽ bỏ cơ chứ. Đêm trung thu là Tết của thiếu nhi, mà sao ngoài đường thấy con nít lại thiếu đi. Trên Facebook của mấy anh và chị thấy đại ra đầy tính đồ cổ sao lạ kỳ. Đã qua được cái thời thiên long và ông sao, nhẹ nhẹ cắm sớm để chờ chắc lên cao. Công gắn lên mây hồ nghèo cùng đốt pháo, không biết cùng nhữ mèo dẫn lên mây mà nhữ nhau. Thu thời đại là phải sắc bồ ra bố, chẳng hôm nay sáng những em gắn làm cho lố. Em phải sáng hơn chăng vì số em quá cổ, mình từng đi chai cả lố. Mới 10 giờ phòng đã đến. Hôm qua bán bánh trung thu, ngày hôm nay bán bánh trung thu, ngày hôm kia bán bánh trung thu, giờ ngày hôm sau bán bánh trung thu. Hôm qua bán bánh trung thu, ngày hôm nay bán bánh trung thu, ngày hôm kia bán bánh trung thu, giờ ngày hôm sau bán bánh trung thu. Em ăn cơm gì chưa, chiều nay anh đón nè. Đi xuyên đêm cùng anh bàn tay năm ngón xe. Có thể anh mong mấy đứa nhỏ bên sông, nó cứ rủ qua chơi hỏng lẽ bỏ khơi chơi. Hiền lành chất phát lắm em ơi, không tin anh lấy tội lòng này xem chơi. Quần đùi áo trắng cái sơ mi, đến nơi anh rước đốt đèn nhìn sao trời. Quân công bố cho cô tin được bao nhiêu, để được của mấy đứa con nít tưởng đâu kèo thơm béo bở chơi khéo nhỏ. May em kể không cần phải quá là xinh, chân dài tới nách đeo cái khẩu trang như vậy cũng quá là kinh. Thôi thôi tao lại mày, tao ra cái loại này. 2018 đi chơi trung thu ăn lành sức ngoài mày. Thôi thôi tao lại mày, tao ra cái loại này. 2018 đi chơi trung thu ăn lành một cái giúp ngoại mày. Hôm qua bán bánh trung thu, ngày hôm nay bán bánh trung thu, ngày hôm kia bán bánh trung thu, ngày hôm sau bán bánh trung thu. Đâu nữa à, hôm qua bán bánh trung thu, ngày hôm nay bán bánh trung thu, ngày hôm kia bán bánh trung thu, ngày hôm sau bán bánh trung thu. Mày.